kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn cái dòng sản phẩm mới của hãng Leica. Các thiết bị trách nhiệm ở Việt Nam đã biết tới thương hiệu Leica hơn 200 năm và sản xuất máy chắc điện qua các cái dòng máy nổi tiếng như CCR 407, TS02 Bluetooth, TS06 Bluetooth. Và hãng Leica vừa cho ra đời một dòng sản phẩm mới đó chính là máy thành đạt Leica TS03. Ngoài những thiết kế và cái ưu điểm chúng ta thường thấy ở hãng Leica, đó chính là máy có thiết kế tinh tế, chắc chắn, rất là khỏe, ống kính siêu sáng, khóa ma sát, phím đo nhanh, phím 1 và phím 2. Ngoài ra, đây, ta thấy máy còn có khe cắm USB, trích xuất dữ liệu qua cái cổng USB này luôn. Chúng ta không cần phải kết nối với máy vi tính. Quạt thì tròn to, đã được giảm quạt thì dài đi rồi. Đây là quá trình cân máy và quá trình thao tác rất là nhanh. Bàn phím rất là to, phím rất là thông minh, nhưng mà rất là mượt nhá. Phím nguồn được này, thiết kế này, bằng với mặt màn hình này, phím rocker lên xuống này, và có rất nhiều các cái phím nhanh giúp chúng ta thao tác nữa. Công nghệ Thụy Sĩ, đo không gương tới 500m, laser dẫn đường luôn, màn hình lớn cho chúng ta rất nhiều các trường thông tin. Và đặc biệt, đây là dòng máy Leica sử dụng hệ hành Indonesia 7 tiếng Việt đầu tiên, cho chúng ta cái sự trải nghiệm rất là đặc biệt nhá. Nghe như bỏ thủy, cũng là bỏ thủy đồ họa, còn gợi ý cho chúng ta biết chiều vặn, chúng ta chỉ cần vặn theo cái chiều này là máy có thể cân bằng được rồi. Đo không gương rất là nhanh. Các điểm đo xong được hiển thị lên trên bản đồ giúp chúng ta rất là dễ quan sát. Với máy Leica cho chúng ta cái sự lựa chọn về độ chính xác, đó là 2 giây, 3 giây và 5 giây. Độ chính xác đó cạnh đã được nâng lên đáng kể. Đó chính là độ chính xác 1mm, gần như là độ chính xác tuyệt đối